Lại nữa, này thiện hiện, Bồ Đề nghĩa là không thể phá hoại, không thể phân biệt. Lại nữa, này thiện hiện, giác ngộ sự thanh tịnh chân chánh của chư Phật nên gọi Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, do đây chư Phật, đối với tất cả Pháp, tất cả chủng tướng hiện chánh đẳng giác nên gọi Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, dựa vào giả tướng đặt bày lời nói của thế tục không thật có nên gọi là Bồ Đề. Bấy giờ, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát.